Công an thành phố Hòa Bình mới giải tán và xử lý người lập nhóm Zalo trên mọi nẻo đường 7,5 triệu đồng. Nhóm này chuyên báo chốt giúp sức cho một số thành viên tránh bị kiểm tra nồng độ cồn. Qua điều tra, công an thành phố Hòa Bình xác định nhóm trên mọi nẻo đường có hơn 700 thành viên, tự lập ra với mục đích thông báo cho nhau các chốt cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ kiểm tra an toàn giao thông và nồng độ cồn trên toàn tỉnh Hòa Bình. Công an cũng xác định trưởng nhóm Zalo trên mọi nẻo đường là VTTN, trú tại tổ 5, Tân Hòa. Xét thấy nhóm này đã giúp sức cho một số thành viên né chốt, tránh thổi nồng độ cồn, trong đó có thể có cả phần tử xấu đang thực hiện hành vi vi phạm pháp luật cần phải triệt phá. Ngày 17 tháng 9, Công an thành phố đã triệu tập VTTN lên làm việc và lập biên bản xử lý theo quy định. Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, ngày 20 tháng 9, Công an thành phố Hòa Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với VTTN về hành vi đã thực hiện hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật, phạt tiền 7,5 triệu đồng và yêu cầu xóa bỏ nhóm Zalo trên mọi nẻo đường theo quy định. Không chỉ riêng nhóm trên mọi nẻo đường, trên địa bàn thành phố Hòa Bình còn tồn tại một số nhóm khác hoạt động tương tự. Công an thành phố Hòa Bình đang tiếp tục điều tra người lập nhóm để xử lý triệt để tình trạng này.